Phật chương thứ 199 Thủ Pháp Bảo Lầm Thâu Đạo Đồng Hiển Kim Quang Quỳ Phục Đạo Duyên Chữ Đạo Duyên thấy yêu tinh đến bèn lấy bát bửu vân quang chàng tiền đại quăng lên trong miệng niệm chú lầm dầm thật là hảo quảng muôn đạo thụy khí ngàn tia yêu tinh thoát lên như luồng khói chạy mất Chữ Đạo Duyên rốt cuộc chưa bắt được yêu tinh lượm bát bửu vân quang chàng tiền đại lên chờ cho đến sáng rõ mà yêu tinh chừa trở lại anh em nhà họ lưu ở bên phối phòng xem thấy rõ ràng Bước tới thi lễ về đạo sĩ Trừ đạo duyên hỏi Mấy người đã thấy chưa? Lưu thiện nhân nói Dạ thưa tiên trưởng Lão nhân già thật là thần thông quảng đại Pháp lực vô biên Đuổi yêu tinh chạy đi rồi Có một điều là Đạo gia đừng nên đi Nếu mà đạo gia đi khỏi Yêu tinh trở lại thì thôn tràng của chúng tôi Bị nó làm hại tò mất ạ Ê tôi không đi đâu tôi ở lại đây ba bốn hôm nếu mà yêu tinh trở lại ấy, thì tôi sẽ bắt nó nếu ba ngày mà nó không trở lại thì chắc là nó đi luôn rồi chừng đó thì tôi sẽ đi dạ được ạ tiên trưởng không cần ở lại miếu này làm chi chúng tôi sẽ đưa tiên trưởng đến tam thanh quán ở phía bắc thôn này ở miếu ấy có một lão đạo tên là thiết bút trần nhân trịnh huyền tu hai vị đạo gia ở chung cùng nhau đàm đạo trong miếu này cũng có người hầu hạ Trịnh Huyền Tu thì tôi có quen Ông ấy cùng sư phó của tôi là thẩm diệu lượng rất thân đấy Để tôi đến thăm ông ta Đạo gia đã quen biết thì càng hay ạ Nói rồi cùng chử đạo duyên đi đến tàm thành quán gọi cửa Ở bên trong đạo đồng đi ra mở cửa Thấy là người quen bèn hỏi Đạo gia từ đâu tới ạ? Có tổ sư gia ở nhà không? Dạ tổ sư gia đang tiếp khách Khách nào vậy? Dạ, là tế công ở chùa Linh Ẩn dẫn theo hai vị ban đầu đến đây từ chiều hôm qua. Ơ, à, buồn cười thịt đó. Ta đang đi tiếm tế cơ điên để báo cừu mà kiếm mãi không già. Hôm nay lại gặp hắn ở đây thì hay quá. Ờ, à, hôm qua, tế điền thấy chữ đạo duyên cản cây đỉnh hoa lạ. Bèn dẫn Hà Lan Khánh đào vạn xuân vào quán rượu, kêu cơm rượu ra ăn. Đào vạn xuân Ăn xong, trả tiền, cùng hai vị ban đầu đi thẳng đến tàm thành quán. Vừa đến cửa miếu, thấy trịnh huyền tu đang đứng ở trước. Tế điên nói, trịnh đạo gia, ông mạnh giói hí. Trịnh huyền tu gặp tế điên rất mừng. Nhớ lại trước đây, khi tế điên cợt đùa thần đồng tử trữ đạo duyên, tại tử lầu gạt lấy bạc của trịnh huyền tu, rồi ở cửa thôn chề bạc non bạc giả. Trịnh huyền tu đánh nhau với tế điên, kế gặp thẩm rượu lượng. Tế Điên hiển lộ kim quang, Trịnh Huyền Tu mới biết Tế Điên là bậc cao tăng đắc đạo. Hôm nay gặp lại, Trịnh Huyền Tu vội vàng đến hành lễ nói: "Thánh tăng lầu quá, lầu quá, hôm nay ngài đi đâu thế?" "Ấy, ta đến thăm ông đây." "Vô lượng Phật, xin mời thánh tăng vào trong miếu ạ." "Cũng được, xin quấy rầy ông." Nói rồi dẫn hai vị ban đầu vào nơi hạc hiên, thấy miếu này rất thanh nhã, Tế Điên ngồi xuống xong có đạo đồng dâng trà. Trịnh Huyền Tu nói chuyện với Tế Điên rất là tường đắc. Nguyên Tế Điên là người đầy bụng chữ nghĩa, văn trường lão thông. Lời nói như gấm dệt, ý tưởng như ngọc châu. Hai người càng nói càng thêm hứng thú. Trịnh Huyền Tu rất bội phục Tế Điên. Cầm lại dùng cơm và nghỉ lại. Sáng nay thức dậy uống trà điểm tâm xong, vừa định dùng cơm thì nghe có tiếng gõ cửa, đạo đồng ra mở cửa gặp chữ đạo duyên, nghe đạo đồng nói Tế công đang ở bên trong, chữ đạo duyên nói chuyến này ta có thể đi báo cửu được rồi. Nói rồi đi thẳng vào trong, Tế điên thấy chữ đạo duyên đi vào nói Không xong rồi, kẻ thù của ta đã tới kia. Trịnh Huyền Tu lật đật đứng dậy nói, "Chử Đạo Duyên, ông mới đến đây à? Hôm nay có tế công ở đây, tôi định đứng ra giải hòa cho hai bên đấy. Chử Đạo Duyên nói, đâu có được, bất luận là ai nói, tôi cũng mặc kệ. Ông ta khí dễ và làm nhục tôi, tôi phải báo thù mới được. Nói rồi lập tức thò tay vào trong bọc, rút bát bửu vân quang tràm tiền đại giả nói, Hôm nay Tôi phải nhốt tế điên vào trong túi này cho ông ta biết tôi lợi hại như thế nào. Trịnh huyền tu nói, không nên đâu, ông hãy nghe lời tôi. Tế điên nói, được rồi, trừ đạo duyên, ông hãy tha cho ta đi. Cả đến Hà Lan Khánh đào vạn xuân cũng giáp lại năn nỉ, nhưng trừ đạo duyên một mực nói, không được. Lập tức thầy bát bửu vân quang tràng tiền đại lên, Mắt thấy tế điên bị hút vào bên trong túi Trừ đạo duyên lượm chàng tiền đại lên định quăng xuống đất Tính quẳng chết tế điên luôn Bị trịnh huyền tu giật lại nói Trừ đạo duyên Ông không nên đâu Người xuất gia lấy tử bi làm gốc Thiện niệm làm đầu Không nên vô cớ hại tính mạng người Ông cùng tế công không có cừu thù gì lắm Nhột chồng đó như vậy là được rồi Nói xong rồi Trịnh Huyền Tu cầm chiếc túi dốc ngược ra xem Mọi người nhìn thấy bị thâu vào trong túi Không phải là tế điên mà là đạo đồng Đệ tử lớn của Trịnh Huyền Tu Dĩ nhiên là đạo đồng đã cứng đờ hồn mề bất tỉnh rồi Trịnh Huyền Tu nói Chữ đạo duyên sao ông thâu đồ đệ của tôi chi vậy Ô tôi cũng đâu có biết tại sao lại như vậy Rõ ràng là tôi thâu tế điên mà Đương nói tới đó thì thấy tế điên đi từ ngoài vào ngã nghiêng ngã ngửa bước thấp bước cao nói hay cho cái tên này ngươi thiệt là muốn đối địch với ta hứ lại đây lại đây chúng ta sẽ phân tải cao thấp trừ đạo duyên nhìn thấy bật lên đến tận cổ lại muốn chụp lấy bát bửu vân quang tràng tiền đại lên sử dụng nhưng bị tế điên lượn trước rồi tế điên nói để ta thâu ngươi vào nhé trịnh huyền tu lật đặt can xin thánh thăng nể mặt tôi đi tế điên nói trừ đạo duyên Người không cần phải nói không phục nha Đại khái là người chưa biết ta là ai mà Để ta cho người thấy nha Tế Điên nói rồi dùng, dùng tay sờ lên đầu một cái Lộ ra ba đạo Phật Quang Linh Quang, Kim Quang Trừ đạo duyên nhìn kỹ thấy Tế Điên Mình cao một trượng sáu Đầu như đấu gạo mà Mặt màu gạch cua Mình mặc áo chẹt để hai chân trần Chính là vị trì giác là Hán Trừ đạo duyên sợ quá phục xuống đất nhận tội quỳ ở trên đất nói thánh tăng nếu không cho biết thì đệ tử có mắt như mù chẳng biết được lão nhân ra cầu xin thánh tăng từ bi tha lỗi ạ à. thế Điền cười hà hả nói hà, 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 người đã biết ta rồi thôi hãy đứng dậy đi có gì thì hãy vào nhà hãy nói mọi người lúc đó kéo nhau vào nhà ngồi xuống tề điền nói ta cũng không cần bửu bối của ngươi đâu ta trả cho ngươi đây ngươi cũng là người tốt ta với ngươi đến miếu bắt trá bắt yêu đi hôm nay yêu tình kéo viện binh tới đó thử xem mà chúng ta ai bắt được yêu nào hay đó chữ đạo duyên đáp mọi người ở tam thanh quán trịnh huyền tu chuẩn bị tiệc chay ai nấy ăn uống cho đến xế chiều lưu thiện nhân mời tế điên và lưu huyền tu mời lưu thiện nhân mời tế điên và lão đạo sĩ trở về miếu bát trá bắt yêu ở tại miếu bát trá đã chuẩn bị một bữa cơm rượu thật ngon tế điên cùng chử đạo duyên lưu thiện nhân đến miếu bát trá ăn xong bữa chiều bảo lưu thiện nhân vẫn ở phối phòng chờ xem náo nhiệt tế điên và chử đạo duyên ngồi ở đại điện chờ sẵn chờ đến quá canh hai bỗng nhiên ở bên ngoài cuồng phòng nổi dậy thì là cuồng phong nổi dậy cây rừng lắc lay biển cá sôi sục trường giang sóng vỗ tung sông nước kéo rầm rầm rừng cây kêu rằng rắc vực sâu muồn trượng nước ẩm vang đá chạy cạt bày gây thường tích Tế điên cùng với chữ đạo duyên bước ra ngoài xem thấy trong gió, ngoài vị mặt xanh tóc đỏ bữa trước, lại còn có một vị đạo sĩ mặt đen đi theo cùng bước vào đại điện. Tế điên hỏi chữ đạo duyên, người bắt nó hay là ta bắt dạ hôm trước ấy con yêu mặt xanh này tôi bắt không được bữa nay có đứa đến thì tôi lại càng không bắt được nữa thôi thì thánh tăng đại thì phật pháp bắt nó đi hãy coi ta đây tế điên nói rồi lột mũ xuống ném ra ngoài tức thì hảo quang muôn đạo thụy khí nghìn tia phóng ra lão đạo sĩ mặt đen thấy vậy hóa khói chạy trốn mất lão đạo sĩ mặt xanh định chạy đi bị chiếc mũ của tế điên chụp đè xuống yêu tinh lập tức hiện nguyên hình tế điên kêu các ngươi hãy ra xem yêu tinh đây lưu thiện nhân và mọi người cùng chạy ra xem thấy chiếc mũ của tế điên đè một con cáo xanh lớn chứ đảo duyên lập tức rút bảo kiếm chặt đầu con cáo xanh ấy con cáo này đã có một ngàn năm trăm năm đạo hạnh nhưng chẳng tập theo chính đạo cứ đi hại người hôm nay cũng là thiên kiếp của nó Hôm qua, chữ đạo duyên dùng bắt bửu vân quang tràng tiền đại, làm nó hoảng sợ chạy đi. Đạo hạnh của con tinh cáo này còn ít, nên nó sợ bị tràng tiền đại thâu vào, mới rủ thêm một lão đạo sĩ mặt đen nữa. Lão này nguyên là gấu chó thành tinh, có hơn 3.500 năm đạo hạnh, lại không hại người. Còn tinh cáo rủ nó đến định đối địch với chữ đạo duyên. Nào ngơ, hôm nay gặp phải la hắn ra. Tế điên có tài biết trước việc chưa đến Con tinh gấu chó này không có hại người Nên tế điên với đức hiếu sinh Nên không làm tổn thương nó Mà chỉ bắt tinh cáo xanh lại để trừ khử thôi Lưu thiện nhân nhìn thấy con cáo xanh bị bắt Và lão đạo sĩ giết nó rồi Mới bước tới cảm tạ tế điên Trời sáng rõ tế điên nói Lưu thiện nhân hãy trở về nhà đi Chử Đạo Duyên nói, Bạch Thánh Tăng, xin lão nhân gia tử bi tử bi, cho đệ tử tình nguyện xuất gia, nhận lão nhân gia làm thầy ạ. À, người đã có ý nguyện thì về miếu trước để thu xếp cho xong, rồi hãy đến chùa Linh Ẩn tìm ta, để ta gặp thầy ngươi là thẩm diệu lượng nói qua một tiếng. Ta còn ở lại tam thanh quán hai ngày nữa để đợi thiệu hoa phong, đại khái bọn họ chắc là phải đi qua đây. Trừ đạo duyên gật đầu đồng ý, rồi cáo từ ra đi. Mấy anh em họ Lưu muốn đưa tiền cho Tế Điên, nhưng mà Tế Điên không nhận. Tế Điên cùng hai vị ban đầu trở lại Tam Thanh quán ở chơi hai ngày. Hôm đó bỗng nhiên Tế Điên dùng mình, bèn án linh quang nói: "Chà chà, không xong rồi, ta phải đi mau mới được." "Việc gì thế ạ?" À? Tế Điên không kịp trả lời, dẫn hai vị ban đầu Hà Lan Khánh và Đào Vạn Xuân đi một mạch ra khỏi Tàm Thành Quán. Hết chương thứ 199, chương thứ 200. Các yêu đạo xuống đốt chùa linh ẩn, ác cao trần, quen bột miệng rìu rào. Xích phát linh quan Thiệu Hòa Phòng từ Vạn Thành Điếm ở Ngũ Ly Bi, chạy đi dẫn theo Ngũ Điện chân Nhân, Thất Tinh chân Nhân, Bát Quái chân Nhân, Hắc Mao Sái Cao Thuận thiết bối thử, thiết bối tử cao chân, thuận theo đường lớn thẳng đến Thành Lâm An. Khi đến Lâm An, tối họ lại kéo đến chùa Linh Ẩn. Trong đêm tối dò xét, họ thấy ở trong chùa lặng trăng trống rỗng, không có tiếng người nói chó sủa gì cả. "Chúng tăng đều an nghỉ hết." Thiệu Hoa Phong nói, "Các vị hãy chất củi cỏ để phóng hỏa." hôm nay đốt chùa linh ẩn để báo thù cho ta rồi bắt tế điên kết thúc tính mạng hắn mới há được nỗi giận ở trong lòng ta các đạo sĩ gật đầu chạy ra vân tùng quán cách chùa linh ẩn chín dặm vạc về rất nhiều củi và cỏ chất đống ở hai bên đại hùng bửu điện bỗng nhiên ở trong đại điện có tiếng hét lớn hãy cho mấy tên đạo sĩ lộn sóng này lớn mật dữ ha phén nay tụi bay chạy đâu cho biết đế hòa thượng tả bắt bọn bay đây các đạo sĩ nghe giọng của tế điên lại nghe bốn bên đại điện có tiếng hồ vang hãy cho đạo sĩ chúng ta chờ đợi ở đây lâu rồi máu bắt yêu đạo đừng cho chúng chạy thoát Cả đạo sĩ nghe là hồn bay ngàn giọng quay đầu chạy tuốt, chạy ra khỏi chùa. Thiệu Hòa Phòng nói, không xong rồi, té ra là tế điên đang ở trong chùa, chúng ta phải chạy mau. Hắn ta đã trở về chùa rồi, thì chúng ta phải đi mau về Thường Châu cướp lao phá ngục, cứu người của chúng ta giả, giết quan trì phủ, rồi đến viện Di Lặc hội họp các thù hạ đông đủ, ta tự lập làm thưởng Châu vương mọi người sợ quá cố sức chạy vì sợ tế điên rượt theo sau sự thật lúc nãy trong chùa không có tế điên mà là tiểu ngộ thiên bốn phía nóc nhà là bọn kim mau hải mã tôn đắc lượng hỏa nhãn giang chư tôn đắc minh thủy dạ doa hàn long lãng lý tử hàn khánh trước đây họ ở phủ thường châu vành lệnh tới điên đến giữ chùa linh ẩn bốn người bốn góc đại điện chia làm bốn mặt hư trường thành thế khi la lên các đạo sĩ chẳng biết là có bao nhiêu người đền sợ quá đành kéo nhau chạy đi hôm sau bốn vị anh hùng tôn đắc lượng vân vân từ tạ ra về còn tiểu ngộ thiền thì vẫn ở lại để giữ chùa phần các đạo sĩ đêm đó đi ra khỏi chùa linh ẩn chạy tứ tán bất kể đồng tây nam bắc chỉ có thiết bối tử cào trần sợ mê đi muốn chạy về phủ thường châu đáng lẽ phải chạy về hướng nam thì lại chạy sang hướng bắc chạy được ba mươi dặm mệt đến mồ hôi ướt đẫm cả người cào trần ngừng bước nhìn lại phương hướng muốn đi về phủ thường châu phải đi hướng nam đi theo đường cũ mỗi lúc một xa định quay trở lại hướng nam để đuổi theo thiệu hoa phong này chắc là không kịp rồi quay trở lại đi và về cũng mất hơn 70 dặm thì làm sao đuổi kịp đại khái là nhóm của thiệu hoa phong phải chắc là lên đến viện di Lạc rồi mình lên viện di Lạc thì sẽ gặp họ cao chân nghĩ vậy rồi trời sáng bèn kiếm một quán rượu ăn uống rồi theo đường lớn mà đi cứ như vậy ngày đi đêm nghỉ đói ăn khát uống một hôm đến địa phận phủ thường châu còn cách viện di Lạc vài ba chục dặm Cao chân đang cắm đầu sầm sầm đi tới Thì nghe có tiếng người nói Đi đâu đó tiểu tử Nghe hỏi Cao chân sửa soạn chạy Ngước đầu nhìn lên thì thấy trước mặt mình Một người mình cao hơn 8 thước Cam đỉnh nở rộng Đầu đội khăn tráng sĩ 6 múi màu xanh Trên có gắn 6 miếng kính Mình mặc tiễn tụ bảo cùng màu Lừng buộc dây loàn đái áo chẽn màu thúy lam, màng giày đế mỏng, mặt như bùn xanh, lại giống như da bí đao. Cặp chân mày đỏ trên đôi mắt có con người đôi. Lông áp tai màu đỏ liên kết với bộ dâu quài nón. Cũng đỏ lòm. thanh cương đao thấp thoáng ở bên hông, dưới chiếc áo cừu anh hùng màu đậu xanh. Cao chân nhìn thấy nhận ra người này chính là lập địa ôn thần Mã Diêu Hùng. Xưa nay, Cào Trần rất sợ Mã Diêu Hùng, biệt Mã Diêu Hùng là người thật thà, bất chấp đạo lý, cao chân vội bước tới hành lễ nói: "Té ra là Mã đại ca, tiểu tử, bị đâu đâu vậy?" Cao chân nghĩ thầm, nếu mà mình nói thiệt là đi phủ thường châu thì hắn ta sẽ vật cật vấn mình là không cho mình đi. Chỉ bằng nói dối hắn ta mới được. Tên tiểu tử này đảo mắt một vòng, tùy cơ ứng biến bột miệng nói: "Tôi đang đi tìm anh đấy." ê hey, không ngờ chưa tìm mà lại gặp thế mi tìm ta có việc gì hay tôi cho anh hay một tin nhé, là bạn anh là phi thiên hỏa tổ tần nguyên lượng bị người ta hại rồi chết một cách rất là khổ sở đấy bị ai hại thế bị lôi minh lôi minh trần lượng hai người làm hại chết một cách rất là thê thảm mắt bị móc mất nhá bụng bị xé banh nhá cao chân biết mã diêu hùng là người thật thà ắt à, sẽ tìm lôi minh trần lượng để thí mạng trước đây phá tử vân quán có lôi minh và trần lượng cả cho bọn họ đối địch với nhau ai thích ai thì cứ giết một khi tức giận mà tìm thì ta mới đi được tao ngơ mã diêu hùng nghe nói hỏi vặn lại tiểu tứ mì nói đó có thiệt không mì có thấy lôi minh trần lượng hại không chính mắt tôi thấy mà được lôi minh trần lượng đã hại tần đại ca của ta ta phải đi tìm họ mì đi đâu đó Tôi không có việc gì. Vậy thì đi theo ta. Đi đâu vậy? Đi với ta kiếm lôi minh và trần lượng. Để hỏi cho giá nhẽ. Nếu mà lôi minh trần lượng không giết tần đại ca của ta, thì tiểu tử mi bày chuyện cho anh em ta chống đối nhau. Ta sẽ lấy tính mạng của mi đó. Tôi không đi, tôi có việc riêng. Mã Diêu Hùng trợn mắt nói, tiểu tử, mi nếu không chịu đi với ta, ta sẽ bửa cái óc mi ra. Mi có đi không? cao chân đâu có dám cãi là đật nó đi 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 mà a diêu Hùng muốn đi lên phía bắc cao chân hỏi đi lên phía bắc làm gì tìm lôi minh trần lượng tìm lôi minh trần lượng thì phải xuống phía nam hai người đó đang ở phủ thường châu kìa để tôi dẫn anh đi tìm được hai người đi về hướng nam cao chân nghĩ thần à ta gạt hắn đi đến viện di lạc mới dễ dàng bắt được hắn đang đi về phía trước thì thấy có một tòa tử quán. Cao Trần nghĩ thầm, ta phải đưa hắn vào viện di lạc. Tháng như hắn không chịu đi thì ta phải làm sao đây? Nếu mà hắn động thủ thì ta đâu phải là đối thủ. Tại sao mình lại không mời hắn uống rượu, phục rượu hắn rồi dẫn hắn về viện di lạc nhỉ? Nghĩ rồi bèn nói, Mã đại ca này, chúng ta uống tí rượu, ấy, ăn cái gì đó rồi hãy đi nhá. Mã Du Hùng gật đầu. Hai người thấy ở bên kia đường có một tòa tử quán, bèn vén rèm bước vào, tìm thấy một chiếc bàn ngồi xuống. Phổ Kỳ chạy đến lau quét bàn ghế hỏi: Hai vị đại gia cần rượu và thức ăn gì? Cao Trần nói: Đem trước cho ta bốn bầu rượu trắng, bốn đĩa thức ăn chiên xào hầm rát. Dạ vâng ạ, Phổ Kỳ đáp. Dây lát, rượu và thức ăn dọn lên. Cao Trần rót rượu cho Mã Du Hùng tràn đầy. Hai người cùng uống rượu, Mã Diêu Hùng nói Lời của tiểu tử mi á, ta là không có tin Việc lôi minh trần lượng hại tần nguyên lượng này Có phải là chính mắt mi trông thấy không? Tại sao vậy? Chúng ta cùng lôi minh trần lượng là anh em kết nghĩa Ta nghi việc đó chắc là không thể có nha Ta không nói dốc đâu Lôi minh trần lượng có việc đó Tại vì là chia của không đều cho tần nguyên lượng mà xảy ra đấy Chúng ta tìm lôi minh trần lượng hỏi xem nếu không có việc này á ta trẻ đầu mi ra đấy nha. nếu mà có việc đó thì ta thưởng cho mi 100 lượng bạc đương nói tới đó thì vừa hay từ ngoài bước vào ba người người đi đầu mình cao tám thước tam đình nở rộng đầu đội mũ tráng dị sáu múi mình mặc tiễn tụ bào bằng đoạn tía lưng buộc dây loàn đái quần chẹt mang giày đế mỏng bên ngoài khoác một áo choàng anh hùng bằng đoạn màu lam mặt như gàn dê sống mày to mắt sáng, dâu bà tròm đen nhánh, phật phờ trước ngực. Người đến sau chẳng phải ai khác chính là phi thiên hỏa tổ tần nguyên lượng. Sau, theo sau là một người dâu đỏ mặt xanh, chính là lôi minh. Theo sau nữa là một người mặc áo thúy lam, tuấn phẩm hơn người. Đó chính là thánh thủ bạch viên trần lượng. Thiệt bối tử thấy vậy sợ quá, hồn vía lên mây. Ba người này từ đâu tới à? Nguyên là lôi minh, Trần Lượng về đến phủ Trấn Giang, đến nhà Trần Lượng. Nào ngờ chú của Trần Lượng không có ở nhà. Ông ta đã đi kết toán sổ sách. Lão quản gia Trần An thấy Trần Lượng trở về với lôi minh bèn hỏi. Thiếu đại gia, à, mấy lúc này đi những đâu? Ta đến Lâm An dạo chơi một chuyến, đến chùa Linh Ẩn vái tế công làm thầy, muốn xin xuất gia. Hey, thiếu gia này thiệt là quá lắm á, Cậu thường vắng nhà, người trong nhà cũng không nói với ai là cậu sống bằng nghề lục lâm, nay lại còn muốn xuất gia nữa. Thế muốn cánh nhà họ Trần rất tuyệt lửa hương sao? Mạnh tử nói, bất hiếu có ba, vô hậu là lớn nhất. Cậu lại không có bà bốn anh em, thì ai mà tiếp nối hương lửa? Người sinh ra, trên đời phải làm dạng dỡ tổ tông, giả mồn hiến đạt, vinh thê ấm tử mê là tránh lý chứ vô cớ cậu lại muốn xuất gia cái đó thiệt là bậy bạ dữ nè trần lượng nói ê ngươi há không nghe là một con đắc đạo chín họ lên trời hay sao hey, lời nói đó là không đúng đâu Quản gia tìm đủ mọi cách để khuyên can, cá đến em gái của Trần Lượng thấy anh mình không đồng ý cũng không bằng lòng. Trần Lượng không nghe theo, bèn thương lượng với lồi mình. Chúng mình đi lên Lâm An tìm tế công đi Tôi ở nhà bực bội quá hay, không chịu được đâu Cũng được, lôi mình nói Hai người từ nhà ra đi thuận theo đường lớn về phía Lâm An Hôm đó đang đi ở trên đường gặp Tần Nguyên Lượng Tần Nguyên Lượng cũng là người ở huyện Đơn Dương, Phủ Trấn Giang. Sau khi trở về nhà, cảm niệm ơn cứu mạng của Tế Công, muốn đến Lâm An tìm Tế Công để cảm tạ. Ba người gặp nhau chào hỏi, Trần Lượng hỏi, Tần đại ca, anh đi đâu đó? Ta muốn đến Lâm An để kiếm tế công để cảm tạ. Được đấy, thôi chúng ta cùng đi, hai đứa tôi cũng đi kiếm tế công đây. Ba người cùng đi một đường. Hôm nay đến quán rượu này, họ cảm thấy đói bụng. Tần Nguyên Lượng nói, lôi Trần, hai hiền đệ, chúng ta vào uống tí rượu rồi ăn cơm rồi hãy đi. Ba người bước thẳng vào quán, nào ngờ gặp lập địa ôn thần và cao Trần ở đó. Cao chân thấy lôi minh trần lượng và tần nguyên lượng cùng bước vào. Sợ quá, quăng mình ra cửa sổ chạy trốn. Mã Diều Hùng thấy vậy, tức giận lông lên nói. ấy cái điếu tử này, mì dám lì dán bọn ta hứ. Nào ngờ, bốn người đuổi theo Cao chân lại vướng phải họa sát thân. Hết chương thứ 200. Chương thứ 201 Mã Diêu Hùng tức giận giết Cao chân Thiệu Hoa Phong nơi thường châu cướp ngục. Thiệt bối tử Cao chân thấy ba người tần nguyên lượng, lôi minh, trần lượng cùng bước vào quán. Sợ quá, lật đật chui cửa sổ chạy trốn. Lập địa ôm thần mã diêu hùng hét lên một tiếng đứng dậy hóa tốc đuổi theo. Ba người mới tới chẳng biết tại sao cũng chạy theo nốt. Cá quán rượu loãn dị cả lên. Trường quỹ cũng không dám ngăn lại. Cứ lầm tưởng bọn lôi minh là những công sai đi biện án. Còn bọn cao chân là giặc cướp. Ai đấy cứ đoán mò tưởng bậy. Bản toán loạn cả lên. Bọn Lôi Minh, Trần Lượng và Tần Nguyên Lượng đuổi theo sau, thấy Cao Chân chạy thục mạng ở trước, gấp rút như chó bất chủ, như cá lọt lưới, cắm đầu chạy một mạch không dám ngoái lại. Phía sau, mã Diêu Hùng vừa rượt theo vừa la: "Cái thằng tu này, mày nói gạt chia rẽ bọn tao, tảo đầu tha cho mày, bữa nay mày lên trời, tao cũng theo tới Điện Long Tiêu, mày xuống đất, tao cũng theo xuống tới Thủy Tinh, đâu để mày chạy trốn được!" Phi thiên hỏa tổ tần nguyên lượng chạy theo sau là lên Mã hiền đệ, tại sao lại rượt cao chân như vậy? Mã diều hùng nói Ba anh em hãy theo tôi Cái tiên tiếu tử này nó bày chuyện đặt chuyện thị phi Hắn nói lôi minh trần lượng giết anh đó Tôi suýt bị nó gạt đấy Lôi minh trần lượng nghe như vậy tức giận tràn hông nói Rượt theo nó, đừng để cho nó chạy thoát Cao chân là dư đảng của tư vân quán đấy bốn người lật đật đuổi theo cao chân đang chạy phía trước họ chúng không biết là cao chân định chạy đi đâu mã diêu hùng quyết giết cao chân cố đuổi kịp cao chân mới nghe đuổi một mạch đến nằm sáu dặm thấy cao chân chun vào một hẻm núi mọi người cũng rượt theo bén gót cao chân chạy thẳng lên sườn núi phía bắc trên sườn núi có một tòa miếu lớn cổng lớn ở ngay chính giữa hai bên ở uh, có hai cửa góc phía trước có hai lầu chuông và trống phía sau có tàng kinh lâu đại khái đại điện có bốn năm tầng thấy cao chân chạy vào cửa góc phía đông mã diêu hùng cũng đuổi theo vào cửa góc phía đông cao chân muốn chạy qua phía đông đối điện không may trượt chân té quỵ ở góc thềm mã diêu hùng nhanh như tên bắn chém ngay sau lưng cào chân một phát máu vàng tung tóe rồi đời tên ác tặc lôi minh trần lượng tần nguyên lượng cũng vừa chạy tới hỏi mã hiền đệ thế nào rồi cái thằng tù này bị tôi chém chết rồi. Câu nói chưa dứt thì từ phía đông phối phòng có tiếng nói lớn. Ai là gì đà Phật. Mọi người hướng mắt nhìn. Từ đó đi ra một vị hòa thượng chán hói. Mình cao tám thước, tàm đỉnh nở rộng, đầu tò cổ ngắn, tọc đẻ xóa, đánh thành một đạo kim cô. Mặt đen như đít chảo, mày to, mắt lớn. Mình mặc tăng y màu xanh, màng vớ trắng tăng hài. Đi ra và nói thí chủ làm gì thế? Chùa ta là đất sạch, tại sao giết người ở chùa ta? Tần Nguyên Lượng nói, thôi, hòa thượng đừng để ý đến việc này làm chi, hắn là tên giặc, để chúng tôi đem hắn liệng xuống khe núi là xong. Ở ờ, trong chùa của ta không có lý nào, ta không để ý đến, quý thánh của các vị là gì? Người chết là ai? Lôi minh trần lượng mỗi người xưng tên họ, Tần Nguyên Lượng và Mã Diêu Hùng cũng đều thông báo họ tên và nói, Tên giặc này là thiết bối tử cao chân Hắn là kẻ lọt lưới ở từ vân quán đấy Ha, à, hắn là tên giặc ở từ vân quán đấy hả Vậy phá từ vân quán thì có các ngươi không Lôi minh trần lượng nói Có chúng tôi Tôi cũng có nữa Tần nguyên lượng tiếp Đương nói tới đó thì ở bên trong có người đi ra Chính là hắc màu sái cảo thuận Nói Đương ra đừng để cho bọn họ chạy đi Đánh phá từ vân quán này có bọn họ ở trong đó anh tôi bị họ giết rồi, tôi đâu có thể để yên cho họ được. Hòa thượng cười ha hả nói, ha không cần đến ngươi, mấy cái tên tép diêu này thật là thiên đường có nẻo không tìm đến, địa ngục kín bưng lại cứ lủi vào, tự bọn họ muốn tìm chỗ chết mà. Mấy người nghe hòa thượng nói như thế hét lên, hãy cho cái bọn lừa chọc này, mì muốn xía vô chuyện thiên hạ ư, để ta chém mì trước. Hòa thượng lấy tay chí một cái, miệng hộp, sặc lệ, tức thì bốn vị anh hùng bị chồng cứng. Ngôi miếu này chính là Di Lặc Viện, Cao Chân tính chạy về đây trốn thì không sợ gì nữa, không ngờ uh, khi chạy về đến chùa thì lại chật chân té mới bị giết chết. Đó cũng là do tên giặc tội ác đầy mình mới bị báo ứng như thế. Vị hòa thượng này chính là Thông Thiên Hòa thượng Pháp Lôi. Trước đó bọn xích phát linh quang thiệu hoa phong ngũ điện chân nhân bát quái chân nhân các yêu đạo kéo nhau từ chùa linh ẩn trở về mê hồn thái tuế điển trường dẫn bọn huân hương cũng đến viện di lặc bọn giặc đã tự đủ đang đứng ở sau viện hôm nay thấy thông thiên hòa thượng chồng cứng bốn người cào thuận nói để tôi đến giết chúng nó trả thù cho anh tôi. nói rồi quay vào trong định lấy dao ra bỗng nghe bên ngoài có tiếng hét lớn Hãy cho loài nghiệt xúc Chúng bay lại muốn hại người nữa hứ Hòa thượng ta đến bắt bọn bay đây Cao thuận dòm thấy tế điên Sợ mất cả hồn vía nói Không xong rồi không xong rồi Tế điên hỏa thượng đến đó tế điên từ tam thành quán đi ra dẫn theo hà lan khánh đào vạn xuân rồi đi giết đến viện di lặc vừa mới đến viện di lặc gặp lúc cao thuận và pháp lôi định giết bốn người này tế điên hét lớn làm cao thuận và pháp lôi sợ quá chạy tút ra sau tế điên cười hà hả nói <laughs> hay cho pháp Lôi, người cứ chạy đi hóa thượng ta chẳng thèm rượt theo làm chi mười tám ngày sau nha, chúng ta sẽ gặp ở huyện đơn dương nhé Pháp lôi cứ cắm đầu chạy, chẳng nghe nói gì, cùng cao thuận chạy tuốt ra sau, cho các yêu đạo hay. Tế điên hòa thượng tới rồi, tế điên hòa thượng tới rồi. Bọn giặc nghe báo, hồn vía lên mây, lật đật rùng rùng chạy trốn. Tế điên cũng chẳng thèm giật theo. La hán gia vốn là người tâm Phật, có đức hiếu sinh, muốn độ thoát chúng yêu mà đổi ác làm lành, rồi sẽ thả cho họ đi. Nào ngơ cái bọn họ chấp mê trắng ngộ, thói ác không chừa vừa trốn khỏi viện di lặc xích phát linh quan thiệu hòa phòng nói này các vị thế điên tăng là thật là oan già đối đầu với chúng ta chúng ta đi đâu hắn đi theo tới đó sơn nhân ta hoặc là không làm hoặc là làm tới hắn ta hiện ở đây bây giờ chúng ta kéo nhau đi về thường châu cướp lão phá ngục diệt quản trì phủ tự lập thường châu vương các vị giúp ta một tay để hoàn thành cái đại cuộc này nhá mọi người cùng đáp dạ xin theo lời phân phái của tổ sư gia thiệu hòa phòng nói ta dẫn ngũ điện chân nhân vào thành từ cửa đông thất tinh chân nhân lưu nguyên tố bắt quái chân nhân tạ thiên cơ dẫn càn khảm cấn chấn khôn ly tốn đoải, tám vị chân nhân vào thành từ cửa tây mê hồn thái tuế điền trương đơn đào thái tuế châu long tiếu diện từ hưu trầu hổ hắc mau sái cào thuận dẫn một ngàn người đi vào từ thành cửa nam mọi người cùng họp ở nhà môn phủ thường châu nhá mọi người gật đầu đồng ý tìm một quán ăn cơm bữa cơm chiều chờ đến sau canh một mọi người chia làm ba mặt tiến thẳng đến phủ thường châu khi đến chân thành các yêu đạo vận trần cước phong giữ tay áo bay lên thành còn các vị lục lâm đều lấy dây móc ra thấy móc lên tường thành rồi phăng dây kéo leo lên Giữ thành dù có quan binh nhưng mà làm sao có thể địch lại cả ngàn tên giặc ùa đến bà phía đều là bóng giặc từ đường ngựa chạy xuống thành múa loạn binh đao, thắng đến nhà môn phủ thưởng châu quan chi phủ cố quốc trương sớm đã được tin này sau khi lục soát tử vân quán bèn phái quân niêm phòng ở đó lại binh mã đô giám lục trung cũng trở về nhà môn quan tri phủ trở về nha môn phủ thường châu liền thăng đường ngay đem các tên giặc đang nhốt ở trong ngục như ngọc diện hồ ly thôi ngọc phách hoa tăng động nhi hỏa thượng nguyệt tịnh thiết diện phật không nguyệt không quỷ đầu đao trịnh thiền thọ năm tên giặc đều bị điệu ra trước đại đường quan tri phủ hỏi cung Bọn Trịnh Thiên Thọ thảy đều khai nhận cả Từ văn quán có bao nhiêu người Bao nhiêu tặc điếm Bao nhiêu hắc thuyền Thiệu hòa phòng khởi ý tạo phản như thế nào Từ đầu tới đuôi khai hết Nghe họ khai cung xong Quan trì phủ ra lệnh Giam họ vào ngục thất Một mặt viết văn thư chỉnh lên Thượng viện nhà biết Hiện Thượng viện nhà co văn thư trả lời Các tên giặc bắt được Không luận là thú phạm hay tòng phạm Đều xử trảm định ngày hành quyết tối nay quan trì phủ đang ngồi ở thư phòng xem sách dưới đèn mỗi ngày sớm tối đều cắt quan binh đi tuần nơi nhà ngục vì vụ án này rất quan trọng mà bọn giặc lọt lưới rất nhiều sợ e chúng đến phá lao cướp ngục nhà môn quan trì phủ có hai vị quản gia hộ viện cũng là anh em bà con một người tên là Vương Thuận, một người tên là Vương Thái. Hai vị này võ nghệ rất cao cường. 18 tám ban võ nghệ đào thường kiếm kích, búa câu liềm xả mâu, thái đều lão thông. Cố quốc trường làm chi phủ lưu dụng hai người này ở lại giúp việc hôm nay mới chống canh hai bỗng nhiên nghe bên ngoài có tiếng ồn ào cố quốc trường ngạc nhiên kêu thủ hạ ra xem có việc gì bỗng từ bên ngoài một sai nhân vào báo bẩm lão ra không xong rồi ạ à. hiện ở các cửa thành đông nam và tây số vô số quân giặc đã kéo đến dùng đào thương búa kiếm đả thương vô số quan binh giữ thành đại khái là chắc là họ sẽ kéo đến nhà mồn đấy xin đại nhân hãy sớm chuẩn bị Chi phủ cố quốc trường nghe xong, ra lệnh quan binh tức khắc tập hợp, dự bị đội quân thụt ống đồng đối phó, truyền cho Vương Thái, Vương Thuận bảo vệ hộ viện. Ngay lúc đó có người chạy đến cấp báo, bẩm đại nhân, hiện có vô số lão đạo sĩ đến cướp lao phá ngục ạ, à. bốn vị lão gia canh cửa đã bị trọng thương, quần giặc đã giết vô số quan binh. Quan chi phủ nghe nói rất ngạc nhiên, Mày có đội thụt ống đồng đến kịp, đội ống đồng vừa đến cửa nhà môn, thì trên nóc nhà đã đầy các lão đạo sĩ. Xích phát linh quang đứng ở trên nóc nhà là lớn. Tặc quân hãy nghe đây, hiện tổ sư gia bọn bay đến để kết thúc tính mạng của bọn bay đây. Cố quốc trường thét gọi, máu thụt ống về phía họ đi. Đội ống đồng nhắm ngay các đạo sĩ thụt tới, các lão đạo sĩ sắp sửa niệm chú, bị thụt nước dơ dính đầy người. Chú không còn linh nghiệm nữa, Thiệu Hòa Phong nói. Có vị có ai tiến lên giết tên cấu quan trước không? Hắc hồ chân nhân lục thiền lầm nói, để tôi đi cho. Nói rồi sách kiếm nháy về phía quan trì phủ. May có vương thuận vương thái rút rào cản lại. Các lão đạo sĩ hôm nay dương dương đắc ý, tùng hoành như thể không người. Bỗng nghe ở bên ngoài có tiếng hét lớn. Hãy cho bọn nghiệt xúc, có ai bay chạy đi đâu người hét đó chính là tế công trưởng lão đến bắt bọn giặc hết chương thứ hai trăm một